Hello, xin chào toàn thể tất cả anh em đến với kênh hàng nội địa Nhật Bãi Điện Cơ Quốc Cường anh em. Thì hôm nay em có lời mình thức máy cho anh em tham khảo anh em. Thì em cũng nhắc lại hình thức bán hàng bên em là giá em đưa ra là toàn bộ là bao ship hết trơn anh em. Đó, giá em đưa ra là bao ship, không phát sinh thêm chi phí nào nữa cả nha. Thì trước là cái mã số, sau là cái giá tiền anh em. Đó. Thì lát nữa em sẽ test cái máy tình trạng như thế nào thì em sẽ báo giá như thế đấy, ý em sẽ quay cận cảnh như thế đấy cho anh em xem rõ nha. Thì máy bên em là điện là toàn bộ là 100 hết rồi anh em, có cây phan bàn đó 100 em đã lên 220 chạy rất là chuẩn anh em. Hôm nay sẽ để giá sale cho anh em luôn, xài luôn, bán giá lỗ luôn anh em. Thì cũng cảm ơn anh em trong thời gian qua đã mua hàng và ủng hộ bên kênh em. Đó, anh em thương tình thì cho em một đăng ký kênh, like, chia sẻ anh em. Đó, em cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Rồi em sẽ vô test cái máy đầu tiên là máy mài nha anh em. Này nó hơi chóc da này chút xíu nhưng không sao anh em. Về quấn bằng keo cũng được. Tới dây điện là ok anh em. Máy mài Hitachi nha. X2000. Điện 100V 720W anh em, có 100 nha. Đó, 12.000 dòng trên phút. Thì ok anh em. Nó mới vô tại cái chui này nè anh em, cái chui này nó hơi lỏng anh em, nó chậm ăn điện. Số 1 201 ba ship. Số 2 thì dây điện cũng ok luôn nha anh em. Đó, mà hình thức là đẹp nha. Ok nha anh em. Điện 100V. Con này là 12.000 dòng trên phút. 7.4A là 720W nha anh em. Có 100 nha. Để ok nha anh em. Số 2 250 bao ship. Số 3 thì điện quấn băng keo cái này anh em, nó bị chóc cái da gì nè anh em, nó chứ nó chưa ảnh hưởng gì tới cái ruột ở trong nè. Vậy hình thức thì cũng ok anh em, đẹp nha. Điện 100V 720W 12.000 vòng trên phút anh em, có 100 nha. Lát nữa máy này em sẽ gắn tán lửa vô cho anh em nha. Số 3 250 bao ship. Tiếp theo số 4 anh em. Đó, hình thức cũng đẹp nha. Hikuki đờ cao anh em, cũng 720W 12.000 dòng trên phút anh em. Điện 100V nha, cũng gắn tán lửa vô cho anh em nha. Chạy ngon lành nha anh em. Số 4 250. Số 5 hình thức cũng đẹp nha anh em. Để 100V, công suất là 720W, 12.000 dòng trên phút nha anh em. Có 100.000 gắn tán lửa cho anh em nha. ₹250 bao ship. Tiếp theo là Hitachi nữa nha anh em. XS2000 nha anh em. 670W, điện 100V. Đó, 12.000 dòng trên phút nha. Gắn tăng lửa cho anh em luôn nha. Số 6 230 bao ship. Số 7 là con Kosuku nha anh em. Đó, này chuẩn nội địa Nhật Bãi luôn nha. Này công suất hình như có 760W lận nha anh em. Ok nha anh em. Số 7 200 bao ship.
số 8 là dây điện ok nha anh em, đẹp nha. Đó. Makita nha anh em, thân ngắn nha, đuôi bóp nha anh em. Công suất thì nó mờ nhưng mà vỏ ngoại hình thì ok nha anh em. Tiếp theo số 9 là Hikoki nha anh em. Đó, tắt trượt bên hông nha anh em. Ngoại hình này này là cao nha anh em. Có 100 nha. Được 100 780W là nha anh em, 12.000 vòng trên phút nha. Này có chức năng khởi động mềm nha anh em. Số 9 206 và ship có chức năng khởi động mềm nha. Đó, dây điện dài nha anh em. Đây. Tiếp theo là cái máy này, như cái máy mới anh em dùm nè. Đó, anh em dùm nước sơn nè. Giống y gan cái máy mới luôn anh em. Tem đồ cũng còn mới chốc luôn anh em. Máy này rất là đẹp nha anh em, gắn tán lưỡi vô cho anh em đầy đủ nha. Hitachi XB 2000 anh em, điện 100W 720W, 12.000 vòng trên phút anh em. Máy quá đẹp anh em. Số 10 206 bao ship. Tiếp theo là Makita nha anh em, dây điện ok nha. Đó, Makita có 100 nha anh em. Điện 100 720W nha anh em, 9.000 vòng trên phút nha. Ngoại hình cũng khá ok nha anh em. Chạy ok luôn anh em, 11.208 bao ship. Tiếp theo là dòng dích mini nha anh em. Dây điện ok, có đầu mở cho anh em luôn nè. Đó, đầu mở 10 ly nha anh em, có đầu mở cho anh em luôn. Này 10 ly ở 8 ly ta. Mười ly nha anh em. Đầu 10 ly của Ryobi, đầu còn đẹp nha anh em. Có đảo chiều nha. Điện 100V 70W nha anh em. Không có điều tốc nha, 5 cấp trượt cấp phang nha anh em. Chạy im du luôn nha anh em, đảo chiều đầy đủ nha. Đo cho anh em đầu ra vô ok nha, nhẹ nhàng nha. Đó, đẹp nha anh em. 12.5. Bao ship còn có 100.000 nha anh em. Tiếp theo cây này cũng rất là đẹp nha anh em, đầu kẹp Atlas 10 ly nha anh em. Này hàng của hàng đây là ấy hàng Trung Sức nha anh em. Ngoại hình rất là đẹp nha. Điện 100W nha anh em. Sức qua Nhật thì anh em cũng đã hiểu rồi ha. Đủ tiêu chuẩn của Nhật cũng mới sức được nha anh em, 75W nha, điện 100W 75W. Này 5 cấp trượt cấp phang luôn nha anh em. Có đảo chiều nha. Có đảo chiều không có đưa tóc nha anh em. Chạy nhẹ nhàng tình cảm nha. 13.4 bao ship. Tiếp theo 14, cây này rất là đẹp nha anh em. Đó. Có 20 cấp trượt cấp phang nha anh em. Đầu kẹp Autolock 10 ly nha. Đó, đã không? Còn mới can xà beng luôn nha anh em. Điện 100V công suất là 160W nha anh em. Đó, công suất 160W. Rất là đẹp nha anh em. Như máy thùng nha anh em.
có đều tốc, có đảo chiều nha anh em. Hôm nay có búa nhẹ nha anh em. Rồi 14.8 bao ship nha. Tiếp theo là bờ đất cơ anh em, đầu kẹp này như 13 ly vậy lận anh em, đầu này bự á. Để em coi kỹ là coi. Đây này. Được 100 won nha anh em. Đầu kẹp 13 nha anh em, đầu kẹp 13 còn đẹp nha. Được 100 won 550 watt nha anh em. Đó, có chức năng búa nha, búa nhẹ nha. Đầu kẹp còn đẹp nha anh em, căng còn đẹp nha. Có đảo chiều nha. Không có điều tốc nha anh em. Kẹp cũng còn đẹp luôn anh em, tại thằng này nó có miếng cao su ở đây nè anh em, nhưng mà nó chóc miếng cao su rồi, sẵn em lợp luôn nha. Đó, chúng ta cây này là cũng từ 200 mấy anh em, 250 á. Đó, bán cho anh em 200 thôi, 15-200 bao ship nha. Ê, thằng này đâu phải đầu mở đâu. Nó luôn. Này có đầu mở luôn nha anh em. Đó. Đầu kẹp 10 ly nha anh em. Makita có chức năng búa nhẹ luôn nha, có đảo chiều nha anh em. Có điều tốc luôn anh em. Có điều tốc anh em. Đảo chiều nè. Như một hai tia lửa nhẹ anh em, chạy bình thường anh em. Đó, hình thức máy này cũng cũ nha. Đó, chạy bình thường anh em, đủ tua nha, không cần thiết đâu nha anh em. Cái này là lửa bình thường. 16-200 bao ship. Tiếp theo là một cây phang đầu kẹp 13 ly nha anh em. Ra vô kê bao cho anh em ra vô kê nha. Công suất thì mở cho anh em hết thấy à. Có hai cấp nhanh chậm anh em. Đó. Thằng này như có búa ta. À, thằng này có búa nha anh em. Mẹ hớ. Không có đảo chiều anh em, cũng không có điều tốc luôn nha. Mà như không phải ta. Hình như không phải anh em ơi, hình như là nó không có búa anh em ơi. Có ký hiệu gì không? Rồi. 17-220 bao ship anh em. 18 dây điện ok nha. Có tay cầm đầy đủ nha anh em. Đó, Makita nha anh em. Này đẹp hơn nha. Được 100W. 760W là nha anh em. Này có điều tốc nha anh em. Có điều tốc hơn nhưng không có đảo chiều nha. 18-220 bao ship. Mười chín là một cây nhám nha anh em, nhám vuông nha anh em. Đó, có Hitachi kẹp nhám nó còn đầy đủ nha, hai bên còn đầy đủ nè. Được 100W, công suất là 200W nha anh em.
Đó, tắt cái này nha. Chạy rất là mạnh nha anh em. 19.8 bao xếp. Hai mươi là một cây nhám của Ryobi nha anh em. Đó, nhám vuông, cái nhám ấy nè anh em. Bản này cũng lớn nha anh em. Kẹp nhám nó còn đầy đủ nha. Được 100V. Công suất là 190W nha anh em. Cái này nó còn tắt đẩy qua đẩy lại nha anh em. Trăm tám bao xếp. Hai mươi mốt là một cây nhám nữa nha anh em, có Makita nha anh em. Nó hình thức cũng còn khá ok nha. Này nó đất ấy này gì anh em, chủ yếu là dán nhám lên là quốc thôi nè. Công suất thì mắc hết rồi, chỉ còn có tem Makita thôi. Có nheo nheo lửa một bên, lửa dơ nghe anh em, nheo nheo đó, không bình thường, chạy lát là hết anh em. 21 201 luôn nha, bao xuất. Tiếp theo là một cây nhám nữa nghe anh em, nhám này khổ bản lớn luôn nghe anh em, kẹp nhám nó cũng còn đầy đủ. Này cũng Hitachi nha. Tem còn quá mới luôn. Điện 100W 350W là nghe anh em. Đó. Này nó để nhóm nhiều đây, 110 anh em. Đây là đây này, nó để 110 nè. Này thì nút này thì nó hơi mẻ cái tay cầm á anh em, cái vòng tròn với nó hơi mẻ chút xíu này, không sao, bình thường. Chăm luôn nha, bao ship rồi, xài bình thường nó vẫn chạy đủ tua bình thường anh em. 22 200 bao ship. Tiếp theo là một cây cắt gỗ chạy lửa 165 anh em, của Makita. Đó, thông số ở đây thì mắc hết rồi, đế Atemon anh em, lưỡi thì đẹp nha, găng hợp kim đẹp anh em. Và 250 anh em, có nhá nhá một hai tia lửa nhẹ anh em. Đó. 230 250 bao ship. Tiếp theo là cây cắt gỗ chạy lửa 180 đến 190 anh em, của Hitachi. Được 100V. Đó, công suất thì 1050W nha, 4700 vòng trên phút anh em. Đế Atemon luôn anh em. Lửa thì ok, hợp kim ok, không mã nha. Bao ship với điện thì nấu chỗ này nha anh em. Cái này dây điện rất là dài anh em, mà máy chạy thì cũng rất là ngon luôn anh em, ngoại hình còn rất là đẹp nha. Đế sắt nha anh em, Hitachi chạy lửa 180 đến 190, điện 100V, công suất là 1050W nha anh em, 4700 vòng trên phút. Này chạy đang chạy lưỡi 180, lưỡi gân dày, hợp kim gân dày nha anh em, bao cho anh em không mẻ nha. Cắn rất là nhạy nha anh em. 25 330 bao ship.
26 là cây cắt bồ sông nha anh em. Đó, về cho bao cho anh em test cắt bồ sông nha. Cắt bồ sông 10 đảo lợn nha anh em. Để 100 con. Đây đấy nè, 10 nè. Để 100 con công suất là 285W nha anh em. Lửa còn rất bén nha anh em. Dây điện thì rất dài luôn anh em. 26 309 bao ship. Hai mươi bảy cây này cũng như là bán sát anh em. À, lữ ok nè, đó, lữ đẹp ok nha, nó đầy đủ bàn lên xuống đầy đủ nha anh em, nó mắc cái miếng này không sao nha anh em, đó, lữ đẹp này, cây này cũng như bán sát nha anh em, máy thì chạy có cái nó khua đạn gì thôi chứ máy chạy ok nha. Các anh em 206 bao ship. 27 206. Tiếp theo là cây bào lớn của Makita nha anh em. Bào này bào lớn nha. Bào lửa lớn. Lửa rất là đẹp nha anh em. Đó, lửa rất là đẹp nha, lửa sáng giới luôn anh em. Rồi 28 502 bao ship. Tiếp theo là cái đục 30 ly nha anh em. Tặng cho anh em cái mũi đục kèm theo nha, đục 30 ly tặng cho anh em mũi đục kèm theo, ngoại hình cũng còn khá là mới nha anh em. Điện 100V công suất là 1050W nha. Cho em đục hết đục cả mầm luôn á, đục lắp bể gạch luôn. Rồi 29.3 bao ship anh em. Đó, tiếp theo là một cây phần bàn nha. Tiếp theo là cây phan bàn, nó lên điện 220 rồi anh em, chạy rất là chỉnh anh em. Hình thức thì nó vậy nè anh em. Này hàng của Đài Loan xuất nha. Đầu kẹp 13 ly còn 9 cái mũi phan tặng cho anh em kèm theo luôn nha. À, nó mắc bên đây thì tao quay bên đây nó mắc cục cao su anh em. Mắc cục cao su. Chạy rất là chỉnh nha. Mũi không quơ nha anh em. Đó, chạy thẳng băng luôn nha anh em. Đây, cho anh em coi trong này. Đó. Rồi. Điện 220 nha, 30.500 bao ship. Rồi kết thúc clip trong ngày hôm nay nha anh em. Anh em thấy video có hay thì cho em một like, đăng ký cùng chia sẻ nha anh em. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Chúc anh em một ngày vui vẻ nha anh em. Rồi, bye bye, chào anh em.